con ơi, ăn trưa thôi. Dạ, thưa mẹ, ăn trưa thôi. Đi thôi, đi thôi. Wow. Nhìn vào bàn ăn bếp steak rất thơm. Ôi cô ăn ngay luôn nha, đói quá rồi. Nhìn vào bàn ăn thấy có món rau. Ôi cô không ăn đâu, cô u sầu. Ăn rau rất tốt cho sức khỏe đấy, nghe nè bố. Đúng đó bố, ăn đi. Ăn đi nè bố. Nhìn vào bàn ăn thấy có món rau. Bông cải xanh tươi ngon và cà rốt giòn. Mẹ thật lòng khuyên hay nhớ nhé bố. Nếu con không ăn rau, con sẽ khó đi ngoài. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, bé ưa thích đâu. Bông cải xanh thì khô queo, cà rốt chán òm. Vậy thì mình đây sẽ giúp câu bò. Sẽ giúp câu bò ăn hết món rau này. Đồng ý. Con mời mẹ ạ. Ăn xong rồi đi chơi thôi. Chơi trốn tìm đi. Đồng ý. Ây da, đau bụng quá, bố phải đi vệ sinh. Ngồi thật là lâu, đau hết cái mông. Bố ơi xong chưa bố, tôi chán quá rồi. Bạn đợi mình nha, 5 phút nữa thôi. Thôi tôi không chơi nữa đâu, tôi đi về. Đừng mà. Vậy thì giờ đây bố đã thấy chưa? Nếu con không ăn rau, con sẽ khó đi ngoài. Dạ dạ mẹ ơi, bé nhớ nhớ luôn. Bé cố gắng ăn rau xanh, không than phiền. Bé cố gắng ăn rau xanh, không than phiền. Các bạn ơi, phải chăm ăn rau nha, nếu không sẽ bị khó đi vệ sinh đó.